Quý vị đang tìm nhà đường ngõ ô tô, quý vị đang tìm nhà gần với lại đại học thì ba căn nhà này đáp ứng ngay cho quý vị. Thứ nhất, đường to, ô tô, hai xe tránh nhau. Thứ hai, gần với lại trường, đại học, thể dục, thể thao quý vị nhé. Và với ba căn nhà này thì giá rất là rẻ, 3 căn bán 1 còn 2. Thì giá thì Ngọc Ánh để ở dưới phần miêu tả. Sau đây mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể vị trí ngôi nhà này với diện tích thông số nhà như sau. Diện tích 40m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, mặt tiền 4m. Hai căn nhà này thì theo như hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay đường ngõ thực tế trước nhà ô tô để ngày đêm thoải mái. Hướng nhà là hướng đông nam gần với trường mầm non cấp 1, cấp 2. Vị trí của nó thuộc Phụng Châu, Chương Mỹ mọi người ạ. Và với cái căn nhà này thì đã hoàn thiện xong hết, có thể dọn đồ về ở được. Mời quý vị theo em và cụ thể khám phá ngôi nhà. Với phần tầng 1 thiết kế ở cửa chính là cửa cuốn điện. Bên trong thì thiết kế tầng 1 ở đây là thông sàn, quý vị có thể để xe ô tô hoặc là quý vị có thể thiết kế theo cái công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình riêng. Căn nhà này thì hoàn thiện gần như chỉn chu hết 100% rồi, quý vị chỉ việc xách vali về và ở thôi, giá chỉ nhỉnh 2 tỷ một chút xíu thôi quý vị ạ. Và với cái căn nhà này thì đây, tầng 1, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ hết. Với cái phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, căn nhà không bị lỗi bất kỳ phong thủy gì quý vị nha. Ngõ thông, đường rộng, gần trường mầm non tiểu học cấp 1, cấp 2, đại học, xung quanh tiện ích chợ trường phường trạm đầy đủ, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Chương Mỹ hoặc quý vị nào đi làm ở Hà Đông nha. Nói chung nhà có như thế nào thì Ngọc Ánh quay review cho quý vị là y như vậy. Với cái phần thiết kế tầng 1, gạch lát nền kích thước gạch 60-60, màu sơn là màu trắng. Ngoài ra thì thiết kế cho quý vị không gian phòng bếp ở đây. Với phần phòng bếp thiết kế tương đối ổn, căn nhà này thoáng trước, thoáng sau, cửa sổ thông thoáng đây quý vị ạ. Với cái phần tủ bếp thiết kế gỗ MDF chống cong vênh, xung quanh bếp thì là ốp gạch, mặt bếp ốp đá granite, phụ kiện bếp lắp đặt xong xuôi đầy đủ cho quý vị. Từ vị trí ngôi nhà này mà đi ra tới bến xe Nghĩa quý vị nhé, thì nó rơi khoảng tầm 7 km, đồng nghĩa với việc nếu như từ bến xe Nghĩa mà lên tới ví dụ Cầu Đen, Cầu Trắng thì nó rơi khoảng tầm 3,5 cây nữa, thì nó rơi vào khoảng tầm, nếu từ vị trí này mà lên tới trung tâm Hà Đông thì nó khoảng tầm 10 cây. Nói chung có như thế nào thì em review cho quý vị như vậy, cho nên quý vị có thể cân đối quãng đường đi, cân đối tầm tài chính để quý vị có thể chọn lựa xem căn nhà này nó có phù hợp với mình hay không, để có thể được nhà tốt tư vấn và đi xem. Tất cả đi xem đều là free, miễn phí nha quý vị. Tư vấn miễn phí, tư vấn free cho quý vị từ lúc đi xem cho tới khi mua nhà. Tầng 1, ngoài cái phần để xe ô tô, chắc chắn là cái căn nhà này xe 7 chỗ ô tô có thể vào nhà để thông sàn. Quý vị có thể, cái này thì đấy em đã chia sẻ rồi, tùy công năng. Còn đây là phần phòng bếp và đây là phần phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 cho quý vị. Đầy đủ cái tiêu chí của một nhà phòng vệ sinh, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, lavabo, hệ thống máy bơm mọi người nhé. Và mời quý vị theo em nên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và Ngọc Ánh đang đi lên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị như sau. Tầng 2 thiết kế ở đây không gian phòng khách cho quý vị. Thực ra Ngọc Ánh đã chia sẻ dưới phía phần tầng 1 ý, quý vị nếu như mà không để xe ô tô thì quý vị có thể làm phòng khách, hoặc ở trên phía tầng 2 thì thiết kế như thế này, cái công năng sử dụng quý vị có thể làm phòng khách tại đây, hoặc là cái phòng này thì cái này là tùy công năng mọi người nhá. Còn có như thế nào thì em đang quay, và cái đây là cái quan điểm cá nhân của em, thì ở đây phòng khách để cũng rất là hợp lý. Đó, nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý, một bộ sofa góc ở đây. Đấy, cửa sổ thông thoáng. Còn ở ngoài ra thì chủ nhà thiết kế cho quý vị ở tầng 2. Đây, một ô ở phía cầu thang như thế này, rất là rộng luôn mọi người nhá. Đó, thì quý vị có thể thiết kế một cái bàn đây để làm việc, hoặc là ví dụ con cái học tập, rất là hợp lý. Và đây là phần phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài. Hướng nhà này là hướng đông nam cho nên tương đối là mát mọi người ạ. Phía trước của ngôi nhà thì cái phần đất trống còn rất là nhiều. Phần ở đất trống ở đây thì hiện tại nó chưa có sổ cho nên là nó rất là thoáng mọi người nhé, thoáng vĩnh viễn luôn ấy. Và ở đây thì trên các phòng ngủ này cũng như là phần trên tầng 2, toàn bộ sàn là thiết kế sàn gỗ như thực tế đây. Tất cả các phòng đều để đầy đủ đầu chờ, ống giờ, dây chờ, áp cho điều hòa quý vị nhé. Đấy, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng,
Căn nhà này chủ nhà thiết kế rất là chỉn chu và cẩn thận cho quý vị. Cửa thông phòng thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp đây. Mời quý vị theo em khám phá tiếp theo. Ngoài cái phần tầng 2 đây nhá, phòng ngủ này, phần được kê bàn làm việc này, phòng khách này, thì ở đây thiết kế một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này đáp ứng công năng sử dụng của tầng 2, đầy đủ hệ thống sen cây, bồn cầu, kệ góc, nó quạt hút mùi, lavabo. Và mời quý vị theo lên tầng 3 của ngôi nhà nhé. Và với tầng 3 của ngôi nhà, thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đó. Lên trên phía tầng 3 là có tổng 3 phòng ngủ rồi. 3 phòng ngủ riêng, ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài đây quý vị ạ. Từ vị trí này gần với trường mầm non cấp 1, cấp 2, phạm vi bán kính nó chỉ khoảng tầm 500m thôi. Xung quanh dân cư hàng xóm đông đúc thân thiện. Phòng ngủ phía bên trong. Đó. Và phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ tầng 3. Đầy đủ ở đây, sen tắm này, bồn cầu này. Đó. Lavabo. Đây. Và thiết kế phần tầng 4 như thế nào thì mời quý vị theo em lên khám phá tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Tầng 4 chủ nhà thiết kế cho chúng ta ở đây là một khu vực để máy giặt mọi người ạ. Một phòng thờ riêng. Đây. Phòng thờ phía trên tầng 4 đây. Thoáng, phần còn lại sân phơi. Bán nhà theo hiện trạng, Ngọc Anh quay từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 như thế nào thì quý vị đến xem và sau này nhận nhà sẽ y như thế nhé. Đó. Đây mọi người có thể nhìn xung quanh, dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện, giao thông đi lại thuận tiện với tùy quý khách hàng đi làm ở khu vực nào. Giá bán thì hợp lý, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.